Black. Vedi che ci siamo molti. Purple. Black. Purple. Ngồi, nó như là pi pi. That's why. Vậy thì cái nó đọc lại một lần nữa nhé. Red, Red, blue, blue, yellow, yellow, orange, 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 black, black, green, black. purple, pink, brown, Vậy nó nhớ chữ này nha, black. Black, 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 Nó nhớ không phải black black, nào khá. black, Yeah, chúng ta phải tập lại bài cái black, này hả? black, Yeah, yellow, orange, black. yellow, orange, yellow, orange, orange, black, Orange, Very good, well done, okay. orange, Now can you choose a word and match with suitable picture? super Yes. picture. Oh. Orange, matches B, Orange and with the picture B, orange yes. B, and what black matches Not picture black, E, black, 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 yes. black, Yes, with the black, picture D, black. yes, màu đen hả anh chị? Okay, very good, Miss Ngã. Thì ở đây nó để ra chúng ta có một số màu chúng ta đọc hay nhầm nhất đó là yellow, nó hay đọc là yellow, tức là nó là thành âm i đó. Là nhớ ở đây làm e giống như ta nói là oh yeah, okay, yellow, giờ e ha, không có year. Đấy. Orange, nó không đọc là orange. Âm trọng âm của nó rơi vào âm đầu, nghĩa là âm đầu chúng ta đẩy cao lên là nó sẽ thêm nhiều sắc vào âm đầu. Vào đầu là chúng ta phải đọc cao ngay. Orange và âm đuôi ch. Orange, okay, không đọc là orange nha. Black, không phải là black. Là lúc nãy vừa nói ha, không phải là âm ách mà là âm ác, giống như ác độc black. Okay, và màu tím là purple, 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 purple. Đấy, hai âm như vậy thôi, rất là đơn giản á. Ok, cứ cho mày one, chúng ta nhớ tập luyện lại chữ này nhé. Và vận dụng nó ở những slide sau, chúng ta nhớ. Black. Now move to the next slide, we'll learn some grammar structures about our topic today. Okay, đây chúng ta sẽ cùng nhau học một chút ngữ pháp về chủ đề đang hôm nay ha. Chúng ta sẽ học là What color do you like most? À, tức là bạn thích màu gì nhất? Thì ở đây chúng ta có thể thấy là người ta hỏi màu gì là what color? Chữ này đọc là color, màu sắc. Okay. Color, color. Do you like? Bạn thích ha? You like. Và đây ta có là most, tức là nhất. Cái okay. Ta nhớ đọc cái chữ này là mo như này và âm đuôi st. Most, không phải là mốt nha. Chúng ta không đọc mốt, mốt sách mốt mà chúng ta có thể tưởng tượng một chút dễ hơn là như này. Mo và st ra. Đọc mo và bật đuôi st. Most. Most. Okay. Thì chúng ta có thể nói là most hoặc là best. Okay. Hai cái này nó bằng nhau. Ta có thể hỏi là what color do you like most? Hoặc là what color do you like best? À, đều được. Okay. Ta ghi nhớ nhá. Âm O. O. Okay. Tiếp Most. theo nó sẽ có là I Most. like. Thì mình thích màu sắc gì thì mình có thể nói ha. Okay. Ví như là I like green most. À, Most. I like green most. Thì Most. nếu trong cái trường hợp mình không muốn là hỏi là thích nhất mà mình muốn Most. hỏi là thích thôi, ví như là hỏi là bạn thích màu sắc gì, tức là không Most. có chữ nhất, thì chúng ta có thể bỏ ha, bỏ bớt đi, đó là ra bỏ bớt đi cái chữ most ở cuối thì nó thành còn lại là bạn thích màu gì. À, thì trong trường hợp nếu người ta hỏi là bạn thích màu gì thôi á, thì chúng ta có thể trả lời nhiều màu. I like green and orange. Thậm chí ba màu là I like green, orange and yellow. Nhưng mà khi người ta để cái most vào, tức là thích nhất, thì chúng ta nhớ là ta phải nói một màu thôi. I like green most. Nhất thì thường chúng ta nhớ là chỉ một cái thôi ha, ta không trả lời hai hoặc là ba, chỉ có một thôi. Okay. Chúng ta có thể đặt câu hỏi đầu tiên là đặt là bạn thích màu gì? What color do you like? À, bạn nói là I like green and orange. Chúng ta sẽ hỏi lại, What color do you like most? Còn màu sắc bạn thích nhất? Ở đây là cấp độ so sánh là nhất. Nữa thì bạn nói gì thì bạn nói một màu thôi. I like green most. Ok, ta ghi nhớ nhé. Nó khác với một chút là có most ở cuối thì thường ta chỉ chọn Most. một loại thôi. Ok, Okay. nếu một người đặt câu hỏi và một người trả lời ha, chúng ta sử dụng cấu trúc này nhé. Ta nhớ là color, không đọc là color nha, không phải là âm o, Color. nó là âm như này. Oh. Hơi giống ở một chút trong tiếng Việt ha. Color. 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 Ok, what color?
Now, Mr. Sien, you will ask, and Miss Ma, you will answer. Yes. What color do you like most? I like yellow. Yellow. Most. Yellow. Most. I like ta không đọc most nhá. O. Most. Most. Okay. Very good. Nên nhớ là âm O nhá. Okay. Yeah. Không phải là most nha anh chị. Yeah. Nó không có kiểu là chúng ta đánh vần như kiểu tiếng Việt đó là most, most, sắc most ha. Tức là âm của nó không phải là kiểu như tiếng Việt chúng ta. Mà chúng ta cố gắng tách cái âm đuôi ra. Nó sẽ tách như thế này. Okay. Thì cái chữ cái này trong bảng chữ cái ta sẽ đọc là O đúng không ạ? Okay. Thì M-O sẽ là mô và tách kiếm đuôi ra most. Nó không phải như tiếng Việt chúng ta đâu anh chị ạ, không phải là m o t o s t most. À nên nếu là trong tiếng Anh chúng ta không đánh vần. Ok, ta chỉ tách âm đuôi ra và bật nó ra. Now, Miss Mai, chị Mai sẽ hỏi và Miss Nga you will answer. Chị Nga trả lời nhé. Hello. Hello Miss Nga. What color do you like most? I like most. Most, most, okay, that's right, very good, Miss Mai. Now, chị Nga hỏi và anh Xin trả lời nhé. Yes, what color do you like most? I like red most. Very good, okay, chúng ta nhớ nhé, tách ra như vậy hả? Thì cái việc tách âm này, thứ nhất là chúng ta sẽ đọc âm chính xác hơn, bởi vì người Việt chúng ta rất là có xu hướng đó là đánh vần. Trong tiếng Anh chúng ta nhớ là đánh vần như vậy là nó sai cái âm của nó rồi. Người ta đọc là most mà anh chị đọc là most, nghĩa là nó bị sai. Thì bị sai như vậy thì thường khi mà anh chị nghe người khác nói là most thì chúng ta sẽ không nhận ra được chữ đấy, cái là chúng ta không hiểu được. Thứ hai đó là chúng ta sẽ tránh cái việc là quên cái âm đuôi, bởi vì khi mà chúng ta thường đánh vần là chúng ta gộp cái âm đuôi vào luôn, chúng ta rất là hay quên bật nó ra. Nên chúng ta tách nó ra thì chúng ta không bao giờ quên. Okay. Đó là ta nhớ cái để ý điểm này khá. Now we move to the next slide everyone. So on the next slide we'll learn some common expressions. Slide tiếp theo ha, chúng ta sẽ cùng nhau học một số cách diễn đạt thông dụng liên quan đến màu sắc. Okay. Đầu tiên chúng ta có là pink is my favorite color. Pink chúng ta vừa học chưa rồi ha, màu hồng. Okay. Thì ở đây chúng ta nhớ là favorite là cái yêu thích nha anh chị. Okay. Tức là nó là tính từ, nghĩa là yêu thích. Thì màu hồng là màu sắc yêu thích của tôi, chúng ta sẽ là pink is my favorite color. Ở đây chúng ta nhớ để ý nhé, chữ này sẽ là favorite, favorite. Ta vi nhẹ thế ha. Okay, favorite. Favorite. Pink is my favorite color. Màu hồng là màu sắc yêu thích của tôi. Okay. I like the one in red. I like the one in red. Thì ở đây chúng ta có chữ là tôi thích ha, tôi thích cái gì đấy, I like. Và the one này tức là một cái gì đấy. Ví như chúng ta nói về một cái, đang nói về một cái áo, tức là chúng ta đang nói về hai cái áo ha. Tức là hỏi là, hỏi bạn mình là bạn thích cái nào. Thì người ta nói là tôi thích cái màu, cái áo màu đỏ. Nhưng mà người ta lại không muốn nhắc lại chữ cái áo, thì người ta dùng cái chữ the one này để chúng ta thay thế đi. Okay. Tức là tôi thích cái màu đỏ. Giống như tiếng Việt chúng ta, người bạn hỏi là bạn thích cái áo nào, cái này hay là cái này, cái xanh hay cái đỏ, ta nói là tôi thích cái màu đỏ. Thường chúng ta sẽ không nhắc lại cái chữ áo nữa. Okay. Trong trường hợp này là người ta cũng không nhắc lại nữa. Okay. Người ta nói là I like the one, tôi thích cái hoặc là chiếc. Okay. Và ở đây là in red, ta dùng cái, nhớ cái cục này nhá, in red là màu đỏ hả. I like the one in red. Hoặc là nếu nó diễn đạt theo một cách khác nó dễ dàng hơn thì thường ta có thể diễn đạt như này. I like the red one. Chúng ta cũng có thể nói như này. Okay. Tức là chúng ta đưa red lên trước one ha, và không còn in nữa. Okay. Chúng ta có thể nói là I like the one in red. Hoặc là I like the red one. Tức là tôi thích cái màu đỏ, cái chiếc màu đỏ. Okay. Rồi tiếp theo ở đây em sẽ cho chúng ta thêm một số cái cấu trúc khác ha, cũng khá là thông dụng và liên quan đến chủ đề chúng ta. Okay. Thì ở đây chúng ta nhớ là thường những cái màu sắc á, người ta rất là hay dùng để tạo thành những cái gọi là thành ngữ, là idiom. Trong tiếng Việt chúng ta gọi là thành ngữ. Okay. Thì ở đây câu em đưa lên cho chúng ta thấy là người ta dùng cái thành ngữ đó là in the pink.
in the pink. Nó sẽ nói là I'm in the pink. Pink là màu hồng. Là tôi đang ở trong màu hồng. Chúng ta muốn diễn đạt là tôi đang rất là khỏe mạnh, cảm thấy rất là khỏe mạnh ha. Câu này có thể dùng lúc mà người ta hỏi là how are you? Bạn cảm thấy như nào? Hôm nay bạn khỏe không? Thay vì chúng ta nói rất là quen thuộc đó là I'm fine, chúng ta có thể nói là I'm in the pink. À, khá. Tức là chúng ta nói khi chúng ta dùng cái thành ngữ để nói thì nó sẽ văn hoa hơn một chút, cũng giống như tiếng Việt chúng ta vậy đó. Khá. Thì thay vì nói bình thường là I'm fine, thì một số người muốn nói nó văn hoa hơn, chúng ta sẽ nói là I'm in the pink. Khá. Tôi rất là khỏe mạnh. Nào, một câu thứ hai ở đây cho chúng ta ha. Chúng ta có thể quan sát ở dưới một chút ha. Rồi, chúng ta ở đây chúng ta dùng cái chữ đó là green. Green ha. Ok. Ta sẽ dùng, chúng ta nói là this apple is still green. À, từ green trong trường hợp này nó có nghĩa là xanh, màu xanh lá cây. Nhưng mà nó cũng có nghĩa khác đó là, tức là nó chưa chín đấy, nó vẫn còn xanh. À, trong tiếng Việt chúng ta cũng dùng như vậy ha. Xanh trong trường hợp màu xanh hay là xanh trong trường hợp là chưa chín, tức là chưa ăn được. À, chúng ta cũng có thể dùng chữ green trong trường hợp này. This apple is still green. Đó có thể nói là quả táo này vẫn còn xanh, hoặc là thay bằng những cái quả khác chẳng hạn. Thường nói về hoa quả ha, nó còn xanh chưa chín thì chúng ta sẽ dùng chữ green này. This apple is still green. À, nhớ để âm đuôi, nếu anh chị đọc những câu này chúng ta phải nhớ là có S nha. This apple is still green. Okay. Thì đây là một số cái câu chúng ta thường dùng các màu sắc để chúng ta nói hàng ngày. Anh chị có thể tham khảo thêm ha. Chúng ta đọc những câu này cho em nhé. Chúng ta đọc hết ha. Now Mr. Sien, can you read? Yes. Pink is my favorite color. I like the one in red. This apple is still green. I'm in the pink. I like the red one. Very good. Okay. Chúng ta nhớ nhé. I like the red one sẽ bằng I like the one in red. Now Miss Mike, can you read? I'm in the pink. Pink is my favorite. Hello, favorite. Pink is my favorite color. I like the red one. I like the one in red. This apple. Very good. Thank you, Miss Mai. Well done. Now, Miss Nga, go ahead. I'm in pink. Pink is my favorite color. I like the red one. I like the one in red. This apple. Very good, Miss Nga. Well done, everyone. Okay, chúng ta cố gắng ghi nhớ những câu này nhé. Rất là hữu ích cho chúng ta. Okay. Now let's move to the next slide. We'll learn the conversation, so we'll practice all the things we have just learned together today about the colors. Ở đây là slide thoại ha. Chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện lại tất cả những phần trước about vocabularies, grammars, and common senses we've just learned. Okay. Thì ở đây chúng ta sẽ học lại cái cấu trúc ngữ pháp, cũng như là những cái từ vựng chúng ta vừa học ở những slide trước ha. Người ta có vận dụng ở đây cho chúng ta. Okay. Now I will read the conversation first, and afterward I'll like you guys to repeat. Em sẽ đọc trước sẽ chậm ha, và sau chúng ta sẽ đọc lại cho em. Okay. Hi. Hello. How are you? I'm fine. And you? Nên nhớ nhá, cái chữ này cũng rất là dễ, đó là hello. Nên nhớ là hello. Thường người ta sẽ nhấn một cái âm số 2, tức là người ta đẩy cái âm số 2 cao lên. Cho nên âm đầu nó hơi giống thành her. Hello. Ta không đọc là hello, ok? Hello. Nó không phải là em, nó là her. Hello. Hello. Bởi vì nhiều khi chữ này thì nó quá là quen thuộc rồi, cho nên nhiều khi chúng ta không để ý ha. Nên nhớ nhá, ok? Hello. Hi, hello. How are you? I'm fine. Hoặc là chúng ta có thể nói là I'm in the pink. Ha, nó có thể vận dụng ha. Okay. I'm fine. Hoặc là nãy chúng ta vừa học là I'm in the pink cũng bằng là I'm fine. Okay. And you? Thanks. Có S nha anh chị. Thanks. Thì khi chúng ta cảm ơn thì một là chúng ta thanks có S ở cuối, hai là chúng ta nói là thank you. Okay.
Tức là thank thì một là có S, hai là có you ở sau. Là nhớ là không được đi một mình hả? Thanks. Thank you. I'm in the pink. À đây người ta đã dùng cái câu này rồi. Chúng ta có thể không dùng ở bên này nữa cũng được hả? I'm in the pink. You look nice. Ở đơn giản thấy là nice phải có âm đuôi S nha anh chị. Thường thì những chữ có âm đuôi CE này người ta đọc thành âm đuôi S. Nice. Hay là province. Là phải thấy. Okay. You look nice in this blue dress. À, blue, cái dress là cái váy ha. À, bạn nhìn rất là xinh trong cái váy màu xanh này. Dress. Nó nhớ là có S nha. Dress. Thanks so much. Cảm ơn rất nhiều. Cái nó nhớ là âm đuôi chờ. Thanks so much. What color do you like most? Most. I like blue. Nó nhớ hoặc là I like blue most. Nó thì thêm vào hoặc là không. Chứ most là cuối, ok? Oh, so do I. So do I nghĩa là tôi cũng vậy. À, nó bằng với cái chữ chúng ta hay dùng. Đó là khi chúng ta biết cái chữ này hơn. Đó là me too. À, ok, nó có thể nói là so do I. Hoặc là oh, me too. Hoặc là oh, me either. Ba cái này đều cách nói có nghĩa là tôi cũng vậy. Ok. Very good. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc được theo cặp ha. Một người sẽ đọc A, một người đọc B. Đã nhớ là chúng ta cứ đọc từ từ thế ha. Không cần phải vội. Mà cố gắng phát âm âm đuôi thật là đầy đủ nhé. Now Mr. Sien, you will read A. And Miss Mai, you will read B. Go ahead. Yes. Hi, Mai. Hello. Hello. How are you? I'm fine. And you? Thanks. I'm in Japan. You look pink. You look nice in this blue dress. Thanks so much. Thanks so much. Thanks so much. What color do you like most? I like blue most. Oh. Very good. Well done everyone. Okay. Chúng ta nhớ ha. Cố gắng đọc chậm như vậy và đọc chính xác cái âm nha anh chị. Well done. Now, nó có thể đọc lại chữ này. Chúng ta đọc chậm chậm thế ha. Không cần phải nhanh. Thanks so much. Âm chờ sẽ bật ra như vậy anh chị ha. Âm chờ. Thanks so much. That's right. Okay. That's right. Now Miss Mai, you will read A. And chị Mai sẽ đọc A. Và Miss Nga, you will read B. Okay. Go ahead. Oh. Hello, how are you? I'm fine. And you? Fine. I'm in pink. You look nice in this blue dress. Fine. So much. What color do you like most? I like blue most. Oh, so do I. Very okay. Chị Nga nhớ bật cái âm đuôi rõ một chút nữa cho em nhé. Ví như là nice, okay, nice. Nice. Hoặc là dress. Sorry, không phải chị Nga, chị Mai. Còn lại cái chữ của chúng ta ví như là thanks so much, okay, hay là thanks, okay. Now Miss Nga, chị Nga sẽ đọc A và Mr. Sien, you read B. Go ahead. Hi, Sien. Hello. Nga, how are you? I'm fine. And you? Thanks. I'm in the pink. You look nice. In this blue dress. Thanks so much. What color do you like most? I like blue most. Oh, so do I.
Very good. Excellent, you guys. Very well done. Rất tốt anh chị ha. Very, very good. Now let's move to the next slide. We'll wrap up a little bit. Chúng ta tổng kết một chút ha. So far today we have learned some words, some structures, and some common expressions about our topic, colors. Ta đã học về các cái từ vựng, cấu trúc và ngữ pháp về màu sắc. Anh chị nhớ là kiểm tra lại bài cho em nhé. Cố gắng chúng ta ôn lại một chút ha. Tiếp theo là we practice asking and answering about the color you like most. Là chúng ta đã thực hành hỏi trả lời về màu sắc mà bạn thích nhất. Okay. Now let's move to the assessments. Phần đánh giá chúng ta ở đây ha. Thì hôm nay chúng ta thực hành khá là tốt rồi. Chúng ta nhớ là đối với các màu sắc thì nó cũng khá là dễ. Các âm khá là dễ bởi vì thường chỉ có một âm tiết thôi. Tức là chỉ có một âm thế nào, red, blue, okay. Chúng ta nhớ là có một số màu sắc thường người Việt chúng ta vẫn rất hay đọc sai. Cái này có thể là do chúng ta học từ một người khác hoặc là chúng ta học ở đâu đấy và có quá nhiều đọc người đọc cái kiểu đấy nên chúng ta tưởng nó là đúng ha. Cho nên chúng ta đọc theo và tạo thành thói quen quá lâu chẳng hạn. Chúng ta sẽ khó sửa nên ta phải cố gắng sửa nha anh chị. Okay. Bởi vì nhiều khi chúng ta nói chữ đấy một đằng mà cái cách nói đúng của nó ở một nẻo á thì nhiều khi người ta nói chữ đấy ra là chúng ta không nhận ra từ đấy, dẫn đến việc là chúng ta không hiểu được người khác đang muốn nói gì. Okay. Ví như chúng ta nói là orange, nó không nói là orange. Okay. Orange là nhớ là người ta sẽ bật cái âm ch này rất là rõ. Orange. Oh, là cam ha. Okay. Hay là yellow. Một số anh chị rất là lọc yellow. Nên ta nhớ không phải là âm e mà là âm e. Yellow. Yellow. Hay là purple. Màu tím ha. Purple. Purple. Hay là một số cái chữ khác trong cái buổi hôm nay ta tập, chúng ta nhớ là tập luyện thêm cho một chút nữa để chúng ta chính xác hơn một chút. Ví như là most. Cách đọc thì giống như lúc nãy chúng ta nói ha, đó là cố gắng tách cái âm cuối ra. Ra xa ra, đừng có gộp nó vào. Ví như chúng ta một có một ví dụ khác cho chúng ta ha. Ví như thế này, đơn giản hơn, nó là ví như chúng ta nói trong tiếng Việt. Chúng ta nói là quả mít. Chúng ta sẽ đánh vần là y tờ ít, mờ ít, mít, sắc mít, quả mít. Đây là từ lúc chúng ta đi học mẫu giáo, hồi xưa là thầy cô dạy chúng ta như vậy đúng không ạ? Okay, thì nhưng mà trong tiếng Anh, anh chị nhớ là khi một người nước ngoài họ nhìn vào cái từ thì họ sẽ nhìn kiểu như này. Ví như họ đọc cái chữ này, meet, nghĩa là gặp gỡ trong tiếng Anh ha. Thì người ta phiên âm ra sẽ phiên âm như này. Phiên âm như này. Nó cũng giống như kiểu quả mít trong tiếng Việt đó. Nhưng mà người ta nhìn vào cái âm, người ta sẽ đọc như này. Đầu tiên người ta đọc cái phần mi. Mi. Sau đó người ta bật cái phần chi ra. Meet. Đó, chứ không phải là người ta ghép vào, người ta đọc thành mít. Người Việt chúng ta do chúng ta có xu hướng là đánh vần từ nhỏ rồi, cho nên cái cách này sẽ bị sai. Thì nó sẽ bị sai. Có hai cái việc nguy hiểm, đó là rất là sai âm. Thứ hai là quên cái âm đuôi. Thì một số từ nó phát âm phân biệt nhau như âm đuôi mà chúng ta đọc sai âm đuôi thì sẽ rất là nguy hiểm. Như lúc nãy chúng ta học là nice. Rồi, đó là nice á, rất là tốt đẹp ha. Số 9, nine. Hay là buổi đêm, night. Còn rất là nhiều nữa. Thế bây giờ chúng ta đọc mà nine hết, hoặc là cái dao cũng là knife. Như này, khá, knife. Nếu chúng ta đọc nine hết mà không có âm đuôi, người ta biết cái chữ nào. Khá, cho nên rất là nguy hiểm, chúng ta nhớ là phải để ý điểm này. Âm đuôi rất quan trọng, chúng ta phát âm tiếng Anh. Khá, chỉ cho học tiếng Anh để giao tiếp thì phát âm phải rất là tốt. Không có tốt lắm nhưng mà ít nhất phải để người ta hiểu được. Và chúng ta nói bất kỳ một từ nào ra, chúng ta phải chắc chắn là người ta có thể hiểu được mình đang nói từ đấy. Còn mình nói một từ ra mà người ta không chắc chắn là không biết họ đang hiểu là mình đang nói từ này hay không nhỉ. Tức là mình thắc mắc, nhưng mà là mình đang rất là kém rồi, tức là mình đang học sai đường rồi. Khá. Thứ hai là khi mà chúng ta nói sai thì người khác nói đúng, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được cách người ta đang nói chữ gì. Cái này là chắc chắn ha. Tức là viết ra chúng ta biết, ô cái chữ này tôi biết rồi, câu này tôi biết nghĩa là gì mà sao bạn nói tôi không hiểu được. Okay. Vì là bạn nói sai nên không hiểu được người ta. Okay. Thì anh chị cố gắng ghi nhớ. Thì đối với bất kỳ một từ tiếng Anh nào á, chúng ta nhớ để ý tham khảo cái này. Đó là cái phiên âm của nó ở dưới mỗi từ này này. Các ký hiệu này ha. Thì người ta nói chữ gọi chung nó là hệ thống phiên âm IPA. Tức là giống như tiếng Anh lúc nãy chúng ta đã nói là nó không đánh vần kiểu như tiếng Việt, mà có khi cái âm của nó là e nhưng mà nó đọc là e, có khi là e nó là đọc là y. Thì chúng ta muốn biết chắc chắn là trong cái từ này nó đọc là e hay là đọc là y chẳng hạn, chúng ta phải nhìn vào phiên âm này. Okay. Ví dụ chúng ta có, đầu tiên nó có chữ yellow ha, có âm dờ và âm e này. Ghép lại là yeah. Rồi âm l, o và u đọc là yellow. Ha, đơn giản như vậy thôi. Chúng ta đánh không phải đánh vần mà chúng ta đọc từng cái âm một thì nó sẽ ra. Thì có một số ký hiệu trong cái bảng phiên âm này sẽ không giống với tiếng Việt đâu ha. Ở đây thì một số ký hiệu giống, nhưng mà ví dụ một số ký hiệu như này là nó đọc hơi giống âm ở trong tiếng Việt. Như cái này em nói với anh chị về chữ color hoặc là cái kiểu chữ e mà nó lật ngược lên nữa, đọc là ơ chẳng hạn.
thì nó sẽ không giống tiếng Việt, bởi lẽ đây là bảng phiên âm quốc tế. Thì anh chị có thể vào cái link này tham khảo thêm ha. Cô giáo này có giảng sơ qua về tất cả cái âm trong bảng hệ thống phiên âm này, chúng ta có thể tham khảo thêm. Thì mỗi ngày chúng ta có thể học một tí thôi, hoặc là lúc nào mà chúng ta tra từ điển mà gặp một ký hiệu nào khó thì có thể lấy ký hiệu để đưa lên Google và gõ ra là cách đọc ký hiệu này như nào thì nó sẽ hiện lên. Bây giờ Google các chị cũng có, anh chị có thể kiếm rất là dễ dàng. Okay. Đó là cái phần luyện âm, chúng ta cố gắng luyện thêm ở nhà cho em theo cách đó. Thứ hai là về các cấu trúc và từ vựng chúng ta học không nhanh, chúng ta cố gắng vận dụng ha. Có thể chúng ta có một người bạn nào đấy thực hành, đi thực hành lại cấu trúc này thật là nhiều, hoặc là nếu không chúng ta có thể đóng hai vai và tự mình thực hành luôn. Lần ra muốn nhớ những cái màu sắc là màu gì, cách đọc như nào thì vào về nhà quan sát trong nhà chúng ta có vật gì chẳng hạn, và cái này là nó màu gì, chúng ta đọc cái màu nó lên, okay, đọc đúng ha, chúng ta sẽ nhớ lâu hơn. Cái chúng ta nhớ ôn lại của đấy, còn không thì chúng ta cũng quên thôi, bởi vì rất là nhiều từ vựng. Nó có 10 màu sắc hôm nay, nhưng mà nếu chúng ta học nhiều thì có rất nhiều màu nữa đúng không ạ? Cho nên là chúng ta phải cố gắng ghi nhớ theo cái đấy. Okay. Từ vựng cũng rất quan trọng ha. Nếu ta muốn giao tiếp tốt thì chúng ta phải có vốn từ, chúng ta mới diễn đạt được ý. Okay. That's it everyone. Đó là bài học chúng ta ngày hôm nay ha. Và đừng quên xem lại bài nhé. Now do you guys have any question? Mọi người thắc mắc gì không ạ? Yes. Thầy giáo cho hỏi ạ. Ví dụ mình đâu là Which picture do you like, hoặc là which color picture do you like, thì mình có thể trả lời là I like được, the one in red. Đúng ạ, chính xác luôn. Đúng không? Đó, cái câu đó tức là thường là người ta đưa ra những cái đáp án cho chúng ta lựa chọn á, và chúng ta là I like the one in red, I like the red one. À, nó dùng được. Thế thì cái câu hỏi là which picture do you like, hoặc là which color t-shirt là được. Được ạ, được. Thế nào chị cũng có thể dùng được. Yeah, yeah, okay. Yeah, very good everyone. Yes. Okay. Yeah, no problem. Okay, so bye bye everyone and I'll see you next time, okay? Have a good day, see you again. Yes. Yes, see you. Thank you. Yeah, thank you. Yeah, see you. Thank you. Hello. Thanks.